Hôm nay, nhà thuốc xin thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy dập nát một bên dưới xương chày và xương mác sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật vít đinh ngoài. Các bệnh nhân mổ phẫu thuật ghim đinh gáy 1/3 xương mác. Qua hình ảnh chụp X quang kiểm tra định kỳ sau hơn 3 tháng, trên phim thể hiện hình ảnh xương chày đường gáy vỡ vụn dập nát di lệch để ở trong. Vì hiện tại bệnh nhân mổ được hơn 3 tháng nhưng xương không liền, trình ở viện là tháo đinh ngoại vi, sau đó bó bột cho bệnh nhân, chờ một thời gian vết thương ổn định, sau đó bệnh nhân sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chày, xương mác của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, đi lại, sinh hoạt và làm việc được bình thường. Bác mổ cái vít đinh ngoại vi này, gáy xương chày và cái đập này, vít đinh ngoại tủy này, vít đinh ngoại tủy này là được bao thời gian rồi? Cái ngành bác bị gáy đầu được xương chày và xương mác nhé. Xương chày bác là đường gáy dập nát rất là nhiều. Xin nói chuyện là bộ có bột này tinh một thời gian để đi ghép xương đúng không? Bác định nghe được gì? Hôm nay bác định là thuốc cho cháu cái đập thuốc tắc và thuốc uống nhé. Trước tiên cháu đắp thuốc bác rồi tháo bụng tinh ra trước. Năm nay bao tuổi nhỉ? 58 tuổi. Quê bác ở đâu? Quê để Nam Định nhưng mà hiện giờ là... Bác ở thằng Nam Định? Nam Định. Nam Định. Nam Định mới 3, 4 trước rồi về này ạ. Hàn Minh, Hàn Hậu, Nam Định. Con Hàn gì đấy? Là Quân. Nhà thì cách cây đường khá đẹp á. Các đi đâu mà gáy chân này? Ở quê ăn Tết đấy thì đến Nam Định đi là dưới quê nội đi lên quê ngoại hai Tết xe ô taxi đến đây trực diện rồi là ghép xương. Hôm qua đi khám lại thì người ta vẫn bảo là xe sẽ phải mổ ra để dóc hai cái đầu xương mà nó đã bị sơ đấy, xong là lấy xương chậu vá lên để cắt tiết bên trong để đóng khung bên ngoài. Nói là ghê nhỉ? Chuyện nói là ghê đấy thì người ta giải thích là sẽ phải làm như thế. Xương này nó vẫn nhiều, bây giờ mình có mình ăn xương thì mình tu ăn xương 15 ngày, bởi vì bị lỗ vừa truyền sinh vừa bị một tháng 10 ngày. Xin bác về nhà, cái này về nhà bác không mới đâu, không nhận nhiều nhá. Trong thời gian có này, dạ đúng rồi, bổ sĩ cho nó ổn định, vận động trên đề. Ổn định nhẹ và cứng.
bác mổ là gần 4 tháng nữa. Chú vào đây uống nước chờ tí là bị cắt bột nó lâu. Xe để đứng trước thì đều là nhà gia đình hết. Nhưng mà hôm qua con dâu nó vẫn không đồng ý, cũng đủ với đứa con gái. Vâng. Thực ra là nó lo cũng phải thôi. Lo cũng phải, người trong cái tâm lý của mình ở trong ngày lúc đi mò ngày tháng thôi. Có nhiều ca 4 năm mổ 6 7 lần. Ca mới làm ca là đúng. Tôi mà xem được cái video sớm thì từ khoảng kinh là tôi cũng đi rồi. Nhá, nhiều ca của con Linh này. Đấy, cái ông già 50 tuổi. À, ông ấy ở trên thạch thất. Nát như thế mà. Đấy, mấy bạn. Mà chú bảo là bác xem video này, ca này giống trường hợp của bác đấy. Tôi nhìn là tôi tin, tôi không nghi ngờ được cả. Còn nó lại cứ dở cái chỗ bệnh viện, tăng những chỗ bị phòng da bị. Rồi, cái đấy tăng ảnh ấy. Ừ, có thật. Có thật, tùy theo thầy bó, thầy có trình độ ấy. Có vết thương hở nó phải chừa ra, thầy cho uống thuốc trước. Đây là người ta chuyển, chắc là cũng đi học thêm chứ. Học về xem phim, làm nhiều phim. Ca mổ ấy, người hoại tử dò cho bó, nắp cứ bình thường, bó chừa cái mổ ra, thì mới dò ra. Con dâu là không cho đi bó. Con trai là đi bàn hả? Sao? Đến tận hôm qua từ bệnh viện gọi về nó không phải chưa lên là mọi quyết định rồi. Con cũng chỉ lo vậy xem thế nào. Nên cái việc này nó phải là thật chứ không có phải là ảo như những chuyện hoang đường khác. Có cái gì để đánh giá. Từ lúc từ đó vẫn còn đinh, không đi được xương nè, vết thương vẫn mổ ở đây. Hôm nay sau này nó bình thường, nó lấy mảnh lên, thế đấy. Thế xong đến cái lần cuối tôi đến tận nhà. Đúng rồi. Cháu lên nhà bác một hai lần. Theo dõi chăm sóc bệnh nhân suốt quá trình. Suốt quá trình của tôi đấy. Thế thì làm sao mà lại không có được tin cậy? Thế cho ông trên với cái bạn ông già đây. Đây về tôi quay ngày ông có Linh đây. Cho ông theo Thảo Linh đây. Không, nó đơn giản cắt nhưng mà cắt bằng cái thứ gì dẻo dẻo ấy mà bằng là
phải giã cái con gà con đấy. Ôi giời, kinh lắm. Cắt xong rồi nó thối suốt trong thời gian đấy, kinh khủng luôn. Cái này thì một ngày thì bác giới thiệu cho những bác thuốc giới thiệu 2 lần nhé. Rửa trắng kinh thôi, rửa trắng kinh cho chân hả? Đây là thuốc bằng lá khô rồi, xong mình phải sang lại tươi để mình đào đấy. Tươi nhưng mà nó giảm được. Thank you.
cứng cứng chưa? Trước bao mình lấy một ba dưới xương chày và xương mát sau mổ thật vi tinh ngoại vi nâng ngoài xương liền nó còn nhạch nhiều. Thì đó ngày trước là bác bó là mấy tháng nhỉ? Chữa ở bệnh viện là 4 tháng rồi, sau đấy thì là bó ở nhà thuốc là 4 tháng. Vâng. Bây giờ con đi lại tốt chưa? Bây giờ là đi được, bỏ bác, hết nặng. Bác đùi ra gấp vào đây con. Đùi ra gấp vào. Gấp hẳn vào. Đùi ra. Gấp vào. Đùi ra. Gấp vào. Lên mổ của bác này. Bác xoay chân rồi đó.
Bên ngủ của bác liền xe rồi nhé. Bây giờ bác đi lại thì hàng ngày bác đạp xe được bao nhiêu cây số? Đạp xe trong vòng khoảng cứ đạp một nửa tiếng đồng hồ liên tục. À, được 3-4 cây. Vâng. Con đi cho con một vòng dài đằng kia nhé. Vâng. Con đi dưới đường cho con. Xe 04, xe đã vào chuồng. Nhà thuốc sáng ghi hình, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Chúc mừng thành công xe 04. Thưa bác ơi, bác quay lại con. Bác đi con một vòng ngắn đây nhá. Một vòng ngắn đó. Đi quay lại. Vâng, bác đi quay lại một vòng ngắn đó cho con. Thưa bác ạ, hiện tại bệnh nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhỉ. Ngày trước bác có bỏ nán bao nhiêu thời gian bác đi lại được? Bắt đầu bỏ khoảng 1 tháng ấy là đã bỏ một bên nạng ra, đi bằng một bên nạng được rồi. Dạ vâng.
Đấy, và sau đấy thì là cái bàn chân thì nó có hơi tê đi, thì nó không được thật chân lắm nhưng mà vẫn tập vẫn đi được. Dạ vâng. Hôm nay con sang trình của bác là bác đi lại bình thường nhé. Thay mặt đặt thuốc con cảm bác cho con xin rút chút thời gian để con ghi hình lại quá trình ngày trước bay gánh 1/3 dưới xương chày và xương mát. Sau mổ thuật vi tinh ngoại vi những xương còn mát còn sinh lệch và còn đặc biệt là xương chày sinh lệch 2/3. Mỗi bác xương này bác chụp phim là xương can chưa? Cái lúc mà mổ xong người ta đóng đinh như thế, tháo đinh ra thì nó xương vẫn rời ra. Đúng miệng, đúng miệng. Nó rời hẳn ra đến khi mà bó bột, sau 4 tháng bó bột thì là nó hơi chớm can đầu xương vào được một tí. Dạ. Thì là biết nhà thuốc qua trên trên điện thoại này thì là mới tìm đến nhà thuốc, thì nhà thuốc bó cho thì sau thực ra là có 20 ngày sau ấy là đã đứng được xuống đất là để bước được đi bằng nạng. Dạ. Còn chính thức là bỏ nạng ra là đi được bằng một nạng ấy là sau hơn một tháng. Dạ, thì là khi mà bó thuốc vào thì nó chuyển biến rất là nhanh mà cảm thấy là nó đỡ bị đau bị nhức như là cái khi mà bó bột. Dạ, bó bằng cái nẹp bó thuốc này thì nó đơn giản hơn, nó dễ chịu hơn, nó thoáng. Vâng, mới gom nhà này bác là tốt rồi. Thế là kết hợp với là ngâm lá như nhà thuốc dặn đấy. Dạ. Chuyển biến cũng nhanh. Vâng. Hôm nay con tham ghi hình thì con cảm bác nhé. Vâng. Chúc bác nội khỏe nhé. Vâng, cũng chúc nhà thuốc là cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Dạ vâng. Vâng. Con cảm bác. Vâng. Rất là cảm ơn nhà thuốc. Cũng may mà gặp thầy gặp thuốc là nhanh. Dạ, vâng. Cái trường hợp của tôi là hàng xóm láng giềng đến thăm đến chơi là bảo là quá nhanh đấy. Dạ, vâng. Mà ở cái lứa tuổi của tôi là rất khó liền, chậm liền nhưng mà liền được. Chúc mừng thành công. Rất cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng, con cảm ơn.